Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Hôm nay mình cùng nhau làm món cá ngừ kho cà chua nha cả nhà. Hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cá ngừ kho khóm sau. Cá ngừ mình mua ở chợ về hai con này chắc khoảng 1 kg. Mình làm sạch và mình cắt khoanh như thế này để mình kho nó thấm nó ngon hơn. Mình để nguyên con thì nó ăn sẽ giống như mình vẽ nó bị rã ra. Sau đó mình sẽ đem đi chiên vàng đều hai mặt, rồi mình hãy ướp kho. Cái chảo này mình mới chiên thịt ram cho nên nó dính hơi đỏ tí. Sau khi chiên xong thì mình chuẩn bị đồ ướp cà chua này, mình rửa sạch và mình chẻ muối cao một trái, thì tùy theo trái to hay nhỏ mà mình chẻ miếng to hay nhỏ. Mình chẻ cỡ này là ăn vừa rồi. Bây giờ mình phải dùng cái nồi để mình phi tỏi, hành, ớt. Sau khi phi xong thì mình tắt bếp, mình cho cà chua vào. Giờ mình ướp gia vị nha. Mình sẽ cho hạt nêm, bột ngọt, đường và một ít nước mắm. Vì mình kho cà nó hơi chua cho nên mình nêm đường nhiều một tí. Nước mắm thì mình dùng nước mắm kho hay nước mắm ngon đều được. Nếu các bạn thích ăn mặn á, các bạn có thể cho mặn cái củ muối. Còn này mình cho nước mắm nhiều để mình mặn cái vị theo kiểu nước mắm. Mình trộn sơn lên, sau đó mình sẽ gấp cá ngừ ra, mình để phía trên. Để phía trên mặt như thế này nè. Rồi mình bắt bếp lên, mình nấu ra. À quên, mình phải cho vào một ít nước màu để cho cá kho nó có màu tí. Để nó trắng quá thì mình không dám ăn, mình sợ sống á, cho nên mình bỏ vào một tí nước màu. Mình nấu cho nó cái phần gia vị ở phía dưới nó sệt sệt rồi mình hãy cho nước vào nha. Cho nước vào thì chắc mình cho nó sẽ ngập phần cá, để cho nó vừa chín phần cá và phần cà luôn. Mình cứ bật lửa lớn lên cho cà nó chín và nó đều gia vị. Thời gian mình đợi cá chín thì mình đi nhặt rau. Cái này mình ăn kèm với rau sống nè, hẹ, bông súng. Nhà mình mùa nước này thì có nhiều hẹ và bông súng lắm. Mình hôm nay mình không ăn hẹ với bông súng đâu. Hẹ với bông súng thường mình ăn với mắm kho. Cá của mình, cà của mình cũng chín rồi nè. Mình đợi cho cà chín rồi mình chỉ cần tắt bếp và cho hành lá vào nữa. Mình nêm nếm lại cho vừa ăn nha cả nhà, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Ớt thì mình cho vào lúc đầu rồi đó. Hành lá mình cho tùy theo khẩu vị mình thích ăn nhiều hay ít. Bây giờ mình chuẩn bị ăn thôi. Đây là món cá ngừ kho cà chua. Nhìn hấp dẫn ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem.